Kính thưa quý vị và các bạn, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thấy ở phía sau lưng tôi, đó là cái cảnh thật, một cái quyền sử dụng đất. Và tôi muốn mượn cái quyền sử dụng đất này để nói về cái câu chuyện đã có quốc tịch nước ngoài, có được thừa kế tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đã có quốc tịch nước ngoài, có được thừa kế ở Việt Nam là một cái câu hỏi mà rất là nhiều quý kiều bào ở nước ngoài quan tâm. Người ta quan tâm rằng là có những người ở Việt Nam đang quản lý, đang sử dụng cái quyền sử dụng đất, nói rằng là đi hơi nước ngoài mà không có hộ khẩu, vậy thì không có được hưởng thừa kế. Một số người thì cho rằng là chứ nước ngoài giàu quá mà đâu có thừa kế làm gì. Rồi nhiều cái giai thoại, nhiều cái câu chuyện, có thể mình là những người đang sinh sống ở Việt Nam mà mình không hiểu luật á, thì mình lại nói theo cái hướng rằng là không có hộ khẩu thì không được thừa kế. Còn nếu như trong trường hợp mình ở nước ngoài thì mình nói ủa tôi cũng là con, họ cũng là con, tại sao tôi không được thừa kế? Thưa quý vị và các bạn, hôm nay luật sư, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc sẽ đưa cho quý vị ba vấn đề. Ba vấn đề này quý vị và các bạn sẽ hiểu được rằng theo cái quy định của pháp luật Việt Nam thì như thế nào quý vị và các bạn ha. Thưa quý vị và các bạn, tôi có một tư vấn một cái trường hợp như thế này. Gia đình họ có khoảng 8 anh em mà 3 anh em ở nước ngoài, 5 anh em ở Việt Nam. Thì ba họ mất trước vào năm 2002. Thì khoảng tới năm, không nhớ chính xác, vài năm sau thì mẹ họ mất. Thì cái di sản gồm những anh chị em nước ngoài gửi về và thống nhất cho một người quản lý sử dụng. Thực tế thì tại thời điểm tôi làm vào khoảng năm 2012 gì đó thì tất cả các anh chị em đều thống nhất cái nhà từ đường không bán. Cái nhà đó cũng là một cái công đóng góp của một trong số các người con. Tuy nhiên ở Việt Nam thì tổng cộng họp lại thì một số anh chị em ở Việt Nam bảo rằng là không có hộ khẩu lấy gì hưởng thừa kế ở Việt Nam. Và họ, vì tôi là luật sư ở địa phương, họ đã đến văn phòng và xin được tư vấn. Một cái câu chuyện thực tế đó như vậy đó quý vị và các bạn. Và tôi đã lập một cái văn bản, trong đó có chữ ký của tất cả anh chị em ruột, trong đó ghi rất là rõ các anh chị em nước ngoài không nhận di sản, tuy nhiên rằng là các bên thống nhất chưa chia và để cho một người, hai người để tránh cái sự kìm về cái quyền lực mua bán tặng cho, còn lại thì cho cái người nước ngoài sẽ là người trực tiếp, không trực tiếp nhưng mà điều khiển từ xa được hưởng cái di sản này. Thưa quý vị và các bạn, không hẳn là có một cái di sản này mà họ rất là nhiều di sản và họ phân chia như vậy. Một số di sản mang tên ba mẹ thì người nước ngoài đã từ chối di sản, riêng cái nhà và đất, tôi cứ cho gọi là đất thờ tự đi, thì họ đã có một cái sự chuẩn bị là thống nhất di sản này dùng vào việc thờ cúng. Thưa quý vị và các bạn, ba vấn đề mà luật sư muốn nói cho quý vị và các bạn. Thứ nhất là chúng ta phải giải quyết vấn đề thừa kế theo quy định của luật Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của luật Việt Nam thì sau khi mà có một người chết thì sẽ phát sinh cái di sản của người đó. Di sản của người đó thì theo quy định bao gồm ông nội, bà nội, bà ngoại, ông ngoại, vợ, chồng, con ruột, con nuôi của người chết. Như vậy nha quý vị và các bạn, tôi quay lại cái trường hợp của vị khách hàng của tôi thì họ cho rằng là ông nội, bà nội của họ thì đã chết mất trước cái thời điểm mà họ
Vì ba mẹ họ mất vào thất thập cổ lai hy, thì ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại cũng đã chết trước đó rồi. Ba mẹ họ không có con nuôi. Vậy thì trên nguyên tắc hàng thừa kế theo di sản, theo quy định của pháp luật Việt Nam, sẽ chia cho tất cả các người con, mỗi người được một suất thừa kế. Ví dụ gia đình của họ có hai người con thì sẽ chia mỗi người một nửa suất di sản thừa kế. Nếu gia đình của họ có 10 người con thì mỗi người được 1/10 suất di sản thừa kế. Vấn đề thứ hai luật sư muốn nói cho quý vị và các bạn để hiểu thêm quy định của pháp luật thì thừa kế không phụ thuộc vào hộ khẩu. Lý do tại sao luật sư phải nói vậy? Để tránh những trường hợp những người ở Việt Nam và những người không am hiểu pháp luật thì họ cho rằng là ba mẹ tôi có hộ khẩu ở huyện Củ Chi, mà bây giờ những người anh chị em này đi trước ngày giải phóng thì không còn hộ khẩu, mà nguyên tắc là phải những người có trong hộ khẩu thì được chia thừa kế. Thưa quý vị và các bạn, không phải điều đó. Nếu trong trường hợp những người có cùng một cái hộ khẩu thì sẽ sinh ra loạn hết thì sao? Tôi sẽ giải thích cho quý vị và các bạn. Ví dụ như nhà tôi, ba tôi là người Bắc, vào miền Nam lập nghiệp. Thì trong cái quá trình làm lập nghiệp thì có một số anh chị em, bạn bè đã nhập vào hộ khẩu để thuận tiện trong cái việc mưu sinh, trong cái việc làm giấy tờ gọi là xin việc làm. Và nhà tôi đã nhập thêm, ngoại trừ là 8 người, nhập thêm 3 cái hộ, 3 người nữa, 3 nhân khẩu nữa. Và thế là quý vị và các bạn biết không, trong trường hợp ba mẹ tôi mất rồi, hỏng lẽ rồi chia cho các con, rồi chia luôn cả hai người kia, thì thật ra không phải như vậy. Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều những cái luồng ý kiến trong dân gian nói rằng chia theo hộ khẩu. Nhưng không, quý vị và các bạn, thông qua cái câu chuyện của cái chương trình của luật sư thì chúng ta sẽ biết rằng thừa kế không phụ thuộc vào hộ khẩu. Vấn đề thứ ba luật sư muốn nói cho quý vị và các bạn, vậy thì để chứng minh mối quan hệ giữa ai quý vị, những người được hưởng di sản của nhau, thì chứng minh bằng cái gì? Thưa quý vị và các bạn, những người có mặt, có ở trong mối quan hệ gia đình, tôi gọi theo nhà thuật ngữ nhà luật đó, gọi là những người có mối quan hệ nhân thân, thì họ sẽ được chứng minh bằng giấy khai sinh, bằng giấy chứng nhận kết hôn, bằng giấy chứng tự, tất cả những cái sự nối kết lại với nhau. Quý vị và các bạn biết rồi, bây giờ mình có một cái thư mời một người mẹ của mình đi qua nước ngoài du lịch, thì khi cái người con quý kiều bào đang ở nước ngoài thì buộc lòng phải chứng minh cho họ bằng cái giấy khai sinh. Tôi là Nguyễn Văn A. Tôi là Nguyễn Văn A và mẹ tôi tên là X. Và dịch thuật cái giấy khai sinh đó ra tiếng nước ngoài để mình có cái cơ sở mình mời. Như vậy theo quy định của pháp luật cũng vậy, ở Việt Nam cũng vậy. Nếu trong trường hợp con được thừa kế của ba mẹ thì người con này phải có nghĩa vụ chứng minh, không phải là cứ về là tôi là con thì pháp luật công nhận là được hưởng di sản, mà người con này phải chứng minh được bằng giấy khai sinh. Hiện tại thì đối với những người ở lứa tuổi khoảng sinh năm trước năm 1945 thì cái việc làm giấy khai sinh để chứng minh với cái người chết, người để lại di sản thì nó hơi khó. Tuy nhiên ở những cái lứa tuổi vào khoảng, tôi cho rằng sinh khoảng năm 70 thì chứng minh dễ hơn. Nếu ở thành phố Hồ Chí Minh thì có thể trích lục ở Ủy ban Nhân dân quận, huyện và Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Đó, quý vị thấy không? Nếu trong trường hợp hưởng di sản, từ chối di sản một suất theo quy định của pháp luật thì chúng ta phải tuân theo quy định của pháp luật bằng cách chúng ta chứng minh là thưa tôi là con ruột
của cái bà A đó. Bà A bà chết, bà để lại gọi là 100 mẫu đất. Tôi nè, tôi là tên Nguyễn Văn A nè, mẹ tôi tên này nè, dạ thưa, đây là giấy khai sinh. Còn nếu như trong trường hợp vợ chồng được hưởng thừa kế của nhau thì chúng ta sẽ chứng minh bằng giấy chứng nhận kết hôn. Vậy thôi quý vị và các bạn. Chúng ta nếu như trong trường hợp có giấy chứng nhận kết hôn thì quá tuyệt vời. Còn nếu như không có chứng nhận kết hôn thì tùy theo thời điểm. Ví dụ như nếu như trong trường hợp không có là vợ chồng đó, thì nếu ba mẹ của chúng ta kết hôn trước và có một cái anh, cái chị nào sinh vào ngày trước ngày 3 tháng 1 năm 87 là ok, là ba mẹ chúng ta là hôn nhân thực tế. Thưa quý vị và các bạn, chắc có lẽ cái câu chuyện thừa kế này sẽ được luật sư Thu quay lại trong hàng loạt câu chuyện để quý vị, những người đang sinh sống và làm việc ở hải ngoại hiểu được rằng việc theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc thừa kế không phụ thuộc vào hộ khẩu, việc thừa kế không phụ thuộc vào nơi ở, và việc thừa kế sẽ phụ thuộc vào giấy khai sinh. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn những cái câu chuyện của luật sư mang tính chất gần gũi, chân thật để tất cả những người chúng ta cần quan tâm đến pháp luật Việt Nam, cần quan tâm đến những vấn đề theo quy định của pháp luật mà chúng ta là những người nước ngoài, chúng ta không có dịp update, trang bị cho mình những kiến thức, đặc biệt là những kiến thức về những lĩnh vực pháp luật Việt Nam. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi liên quan đến pháp luật Việt Nam thì hãy alo đường link hoặc tất cả những cái gì liên quan đến Facebook, website, thậm chí điện thoại cho luật sư cũng được. Điện thoại của tôi ở Việt Nam là 0903392861. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe một 10 phút trải lòng về luật Việt Nam của luật sư Thu Đoàn. Xin trân trọng cảm ơn.